Dạ sư cho con hỏi làm sao để sanh lên tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc, đâu xuất nội viện và lợi ích khi sinh về nội viện đâu xuất. Thì xin thưa với quý vị là cái nội viện đâu xuất là một cái định nghĩa của một cái khái niệm của Phật giáo phát triển. Còn Phật giáo nguyên thủy thì không có khái niệm này. Tuy nhiên thì nếu như mình muốn gần gũi một vị Bồ Tát sẽ thành một vị Phật vị lai thì mình hoàn toàn có thể làm được bằng việc gì? Bằng việc làm các công đức và sau đó mình phát nguyện. Nhưng mà nhớ nha, nó giống như là mình đi Mỹ, mình qua Mỹ mình định cư. Có người qua Mỹ định cư thì họ có công ăn việc làm, họ làm neo, họ bưng bê phụ hồ, rồi nói chung cũng có công ăn việc làm. Cũng có người qua Mỹ thì làm nghiên cứu sinh, rồi sau đó trở thành một cái vị tiến sĩ, giáo sư, rồi lương một tháng như vậy là cả triệu đô thì cũng có. Rồi cũng có người cũng qua Mỹ mà rốt cuộc thì trở thành một người vô gia cư. Cho nên đất Mỹ, quý vị thấy là cũng người Việt mình qua Mỹ mà có nhiều những cái đời sống khác nhau, có người sướng, có người khổ. Do đâu vậy? Một là do thiếu tiền, hai là do thiếu trí, ba là do thiếu phước. Mà cái sự kiện tương tự như vậy là khi mình làm phước, mình muốn sanh về cái cõi đau súc đi, mình nguyện về đó, nhưng mà nguyện về đó rồi đó, mình làm cái gì nó cũng quan trọng lắm. Mình có thể mình về đó mình làm một vị trời có nhiều oai lực, thì trong cái hội chúng nghe pháp mình sẽ đứng ở đầu, mình có thể mình nghe được rõ. Còn nếu như mình thiếu phước thì mình phải đứng tuốt ở đằng xa, mình chỉ nhìn ngó thấy cái vị pháp sư đó như là một cái hạt cát thôi, nhỏ xíu vậy đó. Còn nếu mình thiếu phước nữa thì có khi là mình phải làm một cái người gọi là hầu nha, một cái người hầu mà phục vụ cho vị trời khác. Có khi lúc đó mình phải lo mình khiêng kiệu, mình phải lo mình múa hát mà phục vụ cho người ta, không có thời gian để nghe pháp. Sự khác biệt ở đây là gì? Khác biệt ở đây là do phước. Mình làm phước có nhiều hay không? Mình làm phước có mãnh liệt hay không? Mình làm phước có đủ các cái chi phần hướng thượng hay không? Nó sẽ giúp cho cái lời ước nguyện của mình nó thành tựu. Và khi thành tựu như vậy, mình sẽ thành tựu với cái tư cách gì? Và xin mời Đại Đức Tuệ Tường, không biết có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, sự khi bản thân sư nha, sư nói rõ bản thân sư đi, sư nghe Đức Hành Tuệ nói, bản thân sư cũng rất là tâm đắc những điều Đức nói, những điều thầy lại muốn nói đó. Cho nên cái câu mà trả lời này á, sư chỉ có lời khuyên quý vị thôi, là nếu bản thân người hỏi câu hỏi này, hay thậm chí những cái vị đang xem chương trình vấn đáp này, mình cũng có cùng một cái suy nghĩ tương tự như câu hỏi này nè, thì chịu khó nghe đi nghe lại cái câu trả lời của Đức Hạnh Tuệ. Bởi vì sao? Bởi vì tuy á, là câu trả lời này Đức Hạnh Tuệ á, nói cô đọng á, những ký á, rất là ngắn gọn, nhưng mà chứa đựng ở trong đó ý nghĩa rất là sâu sắc thưa quý vị. Nếu mình nghe, mình có tư duy, mình suy ngẫm về giáo pháp đó, mình mới hiểu được ý nghĩa sâu xa mà sao lại Đức Hạnh Tuệ đưa ra những cái ví dụ nó lại như vậy. Để mình đó, quan trọng nhất là mình phải có, mình có được vung bồi, có được trí tuệ, có được chánh kiến, để khi mình đó, dù tái sanh ở cảnh giới nào, đặc biệt là những cái cảnh mà gọi cảnh giới mà gọi là tốt đẹp đó, giống như cõi trời, cõi người đó thưa quý vị, thì mình đều hướng đến Phật pháp. Và mình gần gũi được với Phật pháp nha, gần gũi được bậc thiện trí thức, chứ mình không có mê chơi hoặc là mình
tiếp cận giáo pháp được, nhưng mà mình là người đứng bên lề của giáo pháp. Dạ, xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.